Mình xin chào anh em, mình giới thiệu anh em một cái máy sạc bình của hãng Iseki dòng nội địa Nhật. Máy này thì nó sạc cái là nó sạc được DC 12V, 12V với 24V. Bên đây là cái sạc nhanh hoặc kích. Cái bình này thường thường là nó có cái hay của nội địa Nhật. Dòng nội địa Nhật thì nó có một cái là khi mà mình sạc nó không có tự ngắt, nó không có tắt, nhưng mà được cái khi mà mình sạc, khi mà mắc tải lên thì nó sẽ lên cái đèn ampere cao. Mắc tải lên thì sạc cao, nhưng mà khi nó sạc đầy bình rồi nó sẽ xả là cái mức xanh này, là sạc không vô bình nữa, thì nó đảm bảo an toàn, độ an toàn cho cái bình mình, nó không nạp vô bình mình nữa mà nó chỉ chạy không thôi đó. Nó có cái hay chỗ đó. Cái quan trọng thứ hai nữa là một số anh em xài là thích những cái máy sạc nhanh. Những cái máy sạc nhanh là máy Nhật không có chức năng sạc nhanh, đặc biệt những cái dòng máy Nhật. Thứ hai nữa là một số anh em là thích là sạc nhanh gì hư lắc hư bình hết, tất cả đều hư lắc hư bình hết, tại vì khi mà sạc chậm thì cái bình mình, độ bền của mình, cái bình của mình xài rất là lâu đó. Cái quy tắc của thằng Nhật lúc này cũng như vậy đó, thì khi xài rồi bắt đầu nó đầy sạc, khi sạc lúc mà nếu cái bình này, tại cái bình của mình hư cũ rồi nè, mình bấm mình test thử nè, test thử khi cái bình mình nó không có nhận vô thì nó sẽ xả về cái mức độ xanh, mà khi cái bình mắc tải bắt đầu nhận vô mức độ sạc thì nó sẽ tăng lên trên cao. Khi mà cái bình này đầy rồi thì tự động cái kim đồng hồ này nè, nó sạc, nó chỉ về cái mức độ xanh lại, là chứng tỏ sạc không vô nữa, để đảm bảo cái mức độ an toàn cho cái bình này đó. Thì cái bình này giá của bình dân, giá cũng giá mềm, nhưng mà con này sử dụng điện 100V nha. Anh em nào xài được DC 12V, 24V thì liên hệ mình, giá là giá bình dân, giá cực kỳ rẻ, rẻ hơn là máy Trung Quốc luôn. Rồi, xin chào.